Trong các số trước, chúng ta đã đi tìm hiểu chi tiết về những lịch sử làng nghề gốm sứ Bát Tràng, dòng men lam Huế cổ nổi tiếng. Tìm hiểu về văn chỉ làng Bát Tràng, nơi thờ sự học của làng nghề gốm hàng trăm năm tuổi. Ở số tiếp theo này, kênh Sứ Phúc Lai Thành sẽ tiếp tục tìm hiểu về những dấu ấn xưa và nay, những hoa văn, họa tiết gợi nhớ một vương triều xưa và nay, mang biểu tượng của dân tộc. Dưới góc nhìn quốc tế về nghề gốm ở Bát Tràng khoảng hơn 100 năm về trước, cụ thể ở đây qua nghiên cứu của người Pháp đăng trên tạp chí Kinh tế Đông Dương số tháng 9 tháng 10 năm 1912. Về nghiên cứu của Abba Botin, hiệu trưởng trường nghề Hà Nội, về nghề gốm truyền thống ở Bắc Kỳ, trong đó ông mô tả chi tiết các công đoạn làm gốm của những người thợ thủ công tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng. Kênh Sứ Phúc Lai Thành xin tóm tắt nội dung như sau. Gốm Bát Tràng hầu hết được làm từ đất sét, men lót bằng đất cao lanh và tráng men. Sản phẩm gốm Bát Tràng gồm có bát đĩa, chum thóc, thùng nước, bình vôi, chén uống rượu, ấm trà bằng đất đỏ mịn, bình lọ hình dáng đẹp mắt, trang trí dạng đắp nổi, tráng men dạn, gạch lát, ống nước và những sản phẩm tương tự. Đối với một số dòng sản phẩm như là bát đĩa, các loại bình lọ được trang trí họa tiết đa số là những đường chỉ nhỏ hoặc hình vẽ đơn giản được tiến hành trên sản phẩm sau khi tráng men lót hoặc tráng men. Người thợ gốm tay phải cầm bút lông đã chấm mực vẽ các đường chỉ quanh cái bát hay các sản phẩm gốm sứ khác đang xoay trên bàn xoay. Trên các bình lọ là tráng men dạn hoặc men trơn, trang trí những hình đắp nổi, hình rồng, hình hoa. Để làm nổi bật những vết dạn này, người ta nhúng sản phẩm vào nước mực tàu. Khi mới ra đời, Bát Tràng là một làng nghề chuyên sản xuất gạch, xây nhà và một số mặt hàng phục vụ đời sống sinh hoạt như bát, chén, tích uống nước, bình cắm hoa, v.v. Đó là những nét khái quát về những nét vẽ cách đây hơn 100 năm về trước. Còn ngày nay, các họa tiết trang trí như thế nào? Chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu. Tôi là một người con của Bát Tràng và cái nghề này nó gắn bó với tôi đến bây giờ đã. Nếu mà nói mà nó đúng ra là đã 50 năm rồi. Đó. Trong cái máu, trong cái thịt của mình là từ cái lúc còn bé là mình đã gắn bó với nghề. Đấy, trải qua những cái thăng trầm của xã hội, thăng trầm của cuộc sống thì cũng có lúc cái nghề này, nghề Bát Tràng nó đi xuống. Nhưng mà theo riêng cái cuộc đời tôi mà gắn bó với nghề thì tôi thấy là 30 năm trở đây là cái nghề sứ của Bát Tràng rất phát triển. Đấy, phát triển một cách vượt bậc luôn. Nhiều khi là mình chỉ một vài tháng thôi, mình đi đâu đó mình không quay lại mình cập nhật, mình nhìn chính cái sản phẩm của Bát Tràng mình cũng đã rất là ngỡ ngàng. Đấy, nhưng mà nói một cách là văn hoa cũng được, hay là nói về lòng biết ơn cũng được, những cái của ngày hôm nay thì đều là dấu ấn các cụ để lại hết. Đấy, ở những cái bảo tàng ở nước ngoài hoặc một số những cái sách của Pháp ghi lại những cái dấu ấn về sành sứ thì đến giờ phút này mình phải khẳng định rằng mình có được ngày hôm nay là có một công rất lớn của các cụ Bát Tràng để lại. Đây là bộ đỉnh hạc sứ men lam cao 80cm, rộng 35cm, hay còn gọi là bộ tam sự, là một trong những sản phẩm đặc sắc của đồ thờ cúng được sản xuất tại Bát Tràng. Những sản phẩm này do chính bàn tay của các nghệ nhân của thương hiệu sứ Phúc Lai Thành ở Bát Tràng sản xuất, rất phù hợp để bài trí tại các không gian như tư gia, tư đường, chùa hay không gian thờ cúng khác. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các họa tiết, nét vẽ và chất liệu của sản phẩm này có những gì đặc biệt. Trước tiên, bộ đỉnh hạc này dùng chất liệu là men lam Huế, có hoa văn đắp rồng nổi. Bộ tam sự có 3 món gồm một đỉnh sứ và hai cây đèn là chân nến hạc. Điểm nhấn của sản phẩm gốm sứ Bát Tràng chính là nằm ở tay nghề khéo léo của những người nghệ nhân
thông qua việc tạo dáng và trang trí. Trải qua bao đời nay, nghệ nhân Bát Tràng vẫn giữ nguyên phương pháp tạo dáng truyền thống bằng thủ công mà cha ông đã truyền lại. Nét vẽ rồng trên chiếc đỉnh này là một thí dụ về dùng một trong những tứ linh, nét vẽ đặc trưng trong văn hóa thờ cúng của Việt Nam. Chiếc đỉnh, thậm chí là ngày xưa các cụ chỉ có đỉnh đồng thôi. Nhưng ngày hôm nay thì những chiếc đỉnh rất là trang nghiêm thì được sản xuất bằng chất liệu gốm sứ và có độ bền vĩnh cửu. Và thậm chí là ngày xưa khi tôi còn nhớ mỗi lần bà nội mang những chiếc đỉnh đồng xuống để chúng tôi bao sái vào những dịp lễ Tết thì rất là vất vả. Nhưng ngày hôm nay thì có thể nói là chỉ cần bằng một chiếc khăn mềm thôi, quý vị và các bạn mỗi khi bao sái có thể lướt qua một chút thì cái lớp bụi đọng ở trên lớp men này sẽ bay hoàn toàn. Đó, thì tất cả có thể nói lên là dòng men Lam Huế từ thế kỷ 17-18 hiện tại đã được Bát Tràng khôi phục lại và ứng dụng vào những sản phẩm đặc sắc trong không gian thờ cúng. Từ thế kỷ thứ 14-15 về trước, gốm sứ Bát Tràng đi theo hướng những đồ gốm hoa nâu kết hợp với chạm nổi và men lam. Đề tài trang trí bị giới hạn bởi hoa lá và tiếp nối gốm hoa nâu thời Lý Trần. Đến thế kỷ thứ 17, bắt đầu xuất hiện những kiểu chạm khắc đòi hỏi sự tinh tế và cầu kỳ hơn. Đi kèm là bộ hình ảnh tứ linh, hạc, hổ phù. Và từ thế kỷ thứ 19 đến sau này, đề tài trang trí của các sản phẩm gốm Bát Tràng cũng ngày càng được mở rộng, trở nên phong phú và đa dạng hơn rất nhiều, khiến những người thợ thỏa sức sáng tạo nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống dân gian của Việt Nam, có kết hợp với những điển tích của Trung Quốc như ngư ông đắc lợi, tô vũ chăn dê. Bên cạnh đó là những hình ảnh lũy tre làng, sen hay những câu đối chữ. Kính thưa quý vị, trong biểu tượng văn hóa của người Việt thì có rất nhiều hình tượng khác nhau. Và khi nhắc đến biểu tượng ở đây chúng ta được thờ đó chính là hoa sen. Hoa sen thì thường nằm trong tứ quý của người Việt. Và tứ quý thì cũng thường có nhiều bộ tứ quý khác nhau. Và trong đó có gì ạ? Tùng, cúc, mai, lan. Thì hoa sen ở đây là biểu trưng về một loài hoa mà đặc biệt gần bồn mà cũng không hôi tanh mùi bồn. Hoa sen là loài hoa duy nhất mà ở những nơi mà uế tạp nhưng vẫn nở ra những mùi hương và cũng tỏa ngát hương thơm, mang lại được cái sắc tiết. Hoa sen cũng là một biểu tượng quốc hoa của Ấn Độ, đó là loài hoa sen trắng, biểu tượng cho sự tinh khiết, cho sự thông minh, cho sự những điều mà trong sáng nhất. Và hoa sen nếu được đặt trên không gian của ban thờ mà đặc biệt là trong các đồ thờ của gốm sứ Phúc Thành thì cũng nó mang một cái điều rất là đặc trưng, không phải là hoa cúc, cũng chẳng phải là hoa lan, mà hoa sen nó thể hiện cho sự tinh khiết, nó thể hiện cho sự truyền thừa và nó thể hiện cho một cái đạo hiếu, và hơn nữa cũng là quốc hoa của đạo Phật. Và đây là một biểu tượng sự trong lành, tinh khiết, nói đến cái tâm can của người thờ đối với tổ tiên cũng như là thờ thổ thần, cũng như là ban thờ gia tiên của chúng ta có sự tinh khiết và trong sáng nhất. Đó là ý nghĩa cao cả của biểu tượng hoa sen. Cái lời khuyên cho các bạn sau này để đi vào trang trí gốm sứ, một là anh phải bám sát lịch sử, nhất là những cái hoa văn truyền thống mà các cụ đã để lại hàng đời này, chứ không phải núi này trăm cái đời nọ núi đời kia, vẫn cái dòng sen ấy với cái hoa minh văn hoa sen ấy, nhưng nó vẫn cứ tồn tại trên gốm sứ. Và những cái nét hoa cúc hay cái những nét mang tính biểu tượng về Phật giáo nó vẫn còn đọng lại trên đấy mà cũng không chưa thể thay đổi được. Nếu mà nói nó hơi rộng ra một tí về tâm linh ấy, thì cái tâm linh của người Việt, cái tâm linh của người Việt và người Đông Nam Á là cái tâm linh là rồng phượng. Đó. Tức là mọi cái hàng mà về cái bộ đồ thờ này, về những cái phong thủy này, thì ở Bát Tràng nói riêng và mình nói rộng ra là gốm của Việt Nam nói chung đã là hàng tâm linh, thì là cái văn hóa mình cứ nói thế, là văn hóa của rồng phượng. Đó. Nó khác cái văn hóa của châu Âu. Của châu Âu là văn hóa của nó là văn hóa đương đại. Đấy, cái văn hóa của Việt Nam mà phổ thông cho cái gốm sứ và để cho những bộ gọi là bộ tâm linh
hoặc là bộ thờ của người Việt Nam và Bát Tràng nói riêng là cái văn hóa, là văn hóa của dòng Phượng. Nhưng cái ăn nhau là men, sâu hay nông và cái họa tiết trang trí độc hay phổ cập, cho nên là mỗi nhà một vẻ, không ai giống ai. Có thế mới là sản phẩm thủ công của làng nghề, không phải là dây chuyền công nghiệp mà vào lấy đâu cũng như đâu, ai cũng như ai được. Đấy là cái bí quyết của làng nghề và từng nhà một. Nguyên liệu hiện đại có dòng men trắng, bạch ngọc như bộ đồ thờ bạch ngọc liên hoa này. Hoa sen là những họa tiết chủ đạo, tạo nên sự linh thiêng và luôn được trân trọng. Những cánh sen được vẽ rất là có nghệ thuật, cánh sen sâu, có độ chuyển màu và sắc nét. Các bạn có thể thấy là chúng ta đang có một rừng hoa sen. Đây cũng là một bộ đồ thờ mà tôi rất là tâm đắc và được nhiều cô giáo của trường mỹ thuật rất là khen ngợi. Đó cũng là cái động lực để cho chúng tôi sản xuất ra những cái bộ đồ thờ ngày càng chất lượng hơn nữa. Điều đặc biệt của nhiều dòng gốm sứ mà cơ sở sứ Phúc Lai Thành sản xuất được nung ở nhiệt độ trên 1.200 độ C nên có độ bền rất cao. Bên ngoài được tráng một lớp men dạ, những hoa văn họa tiết được làm hoàn toàn thủ công. Ngày nay là nghề gốm Bát Tràng không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được biết đến ở nhiều nước như Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản. Có được những thương hiệu nổi tiếng mang nét đẹp của chất men và dáng gốm, quan trọng hơn, nó còn mang trong mình cái hồn quê của dân tộc. Những người nghệ nhân ở Bát Tràng ngoài ra còn sử dụng các loại hoa văn kiểu chấm tròn, vòng xoáy, hoa lá cách điệu để làm cho chúng trở nên trẻ trung, sinh động và hợp thời đại hơn. Trên những mảnh gốm tưởng chừng như vô tri vô giác, thế nhưng bằng những bàn tay khéo léo cùng sự am hiểu sâu sắc về lịch sử dân tộc, những thế hệ các nghệ nhân ở làng gốm Bát Tràng đã tái hiện một cách sinh động những hình ảnh cha ông đã truyền lại từ thuở xưa. Những hình ảnh người dân Lạc Việt cổ hay khắc họa về một thời kỳ lịch sử đầy sơ khai thiếu thốn của dân tộc. Việc khắc họa lịch sử dân tộc trên gốm sứ đã thể hiện tấm lòng của những người nghệ nhân luôn hướng về nguồn cội của dân tộc, luôn sống và ghi nhớ công lao của ông cha. Đó cũng là lời nhắn gửi thân tình của những thương hiệu gốm sứ đối với khách hàng.